Kênh Dinh Thương Food xin chào anh chị các bạn. Nói về món chè thì Việt Nam chúng ta có rất nhiều món chè trên mọi miền đất nước. Nhưng hôm nay mời mọi người cùng mình thử chế biến món chè Singapore xem mùi vị như thế nào nhé. Xoài thì các bạn dùng xoài nào cũng được, xoài thanh ca hoặc xoài cát hòa lọc hoặc xoài cát chu. Theo mình thấy thì ba loại xoài này nó có vị ngọt thanh rất là ngon. Thì ba trái xoài này mình dùng hôm nay nó là 1 kg đó các bạn. Và sẽ là nguyên liệu kèm theo là whipping cream nè, đường phèn, bột bán hay còn gọi là trân châu baby đó các bạn, và một ít bột năng hay bột bắp gì cũng được, nước cốt dừa nè và sữa tươi. Thì giờ mình sẽ gọt vỏ ba trái xoài này và mình sẽ chia làm hai, một phần là mình sẽ xay và một phần là mình sẽ cắt hạt lựu. Giờ mình sẽ đem xoài này mình đi gọt vỏ trước nha. Xoài gọt xong các bạn lựa những miếng đẹp á, mình để dành mình cắt hạt lựu. Còn mấy miếng mà là khác thì mình để mình xay, mình dùng máy xay sinh tố mình xay. Cắt hạt lựu thì to nhỏ tùy các bạn thôi, nhưng mà mình nghĩ là khoảng từ 1 đến 1,5 cm là vừa rồi. Đây là phần xoài mình đã chia làm hai nè, một nửa mình cắt hạt lựu rồi và một nửa bên kia mình sẽ cho vào máy xay sinh tố mình xay nhuyễn. Bột bán thì trước khi đem luộc thì các bạn đem vo sạch nha, mình vo như vo gạo vậy đó. Mình cho vào nồi nước này mình luộc luôn, khoảng từ 5 đến 10 phút. Các bạn luộc nhìn sao mà anh nhìn ở trong cái hộp của bột bán nó không còn cái màu trắng đục là được. Trong thời gian này thì mình cũng cho xoài vào máy xay sinh tố mình xay luôn. Cái phần mà mình để nãy mình để riêng á, mình xay nhuyễn phần này. Các bạn cho vào đây là 200ml nước để cho dễ xay. Để nấu phần chè hôm nay thì mình đã cộng từ nước lọc, sữa tươi, whipping và nước cốt dừa là tổng cộng là 1,5 lít đó các bạn. Là mình dùng 180ml, 180g đường phèn á, là nó vừa. Chè này nó sẽ không có ngọt như chè Việt Nam mình nha. Nó ngọt ít thôi, giờ nó đậm mùi trái cây hơn. Xoài nhuyễn này các bạn cho ra một cái tô để riêng. Phần bột bán cũng đã được rồi nè, các bạn nó vớt ra cho vào một cái tô nước có nước nha, để nó đừng có dính. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị nấu luôn nha các bạn. Bạn cho 180g đường phèn vào đây nấu với 200ml nước. Nấu lửa nhỏ thôi nha, lửa thật nhỏ luôn. Lúc nãy mình đã cho vào trong cái phần xoài xay là 200ml rồi nè, 200ml nấu này nó là 400ml đó các bạn. Và mình cho vô luôn là 500ml sữa tươi không đường. Mình cứ nấu lửa nhỏ vậy luôn nha. Và 400ml nước cốt dừa. Các bạn nấu cái phần sữa và đường này vừa sôi lên, vừa sôi tim thôi là mình cho cái phần xoài mình đã xay lúc nãy vào luôn. Kế đó là cho luôn 200ml whipping cream, là tổng cộng nãy giờ là vừa nước, vừa sữa, vừa whipping cream luôn là 1,5 lít đó các bạn. Các bạn dùng phới khuấy nhẹ cho cái phần hỗn hợp này nó tan đều hết vào với nhau nha. Các bạn lưu ý cho mình là từ đầu luôn chỉ nấu lửa nhỏ nhé, không mở lửa lớn lên nha các bạn. Cái đó là mình cho luôn cái phần xoài mình đã cắt hạt lựu á, các bạn cho khoảng hơn một nửa một tí thôi. Mình chừa lại để khi mà múc ra chén ăn mình trang trí. Cái này nè, mình nấu là sữa nè, mình dành nước cốt dừa, mình nấu lửa lớn á, nó sẽ dễ bị bồng con lắm á.
Cái phần bột bán do mình đã luộc rất là chín kỹ nên mình sẽ cho vào cuối cùng. Nếu mà các bạn luộc sơ thôi á, thì có thể cho vào từ lúc đầu cũng được. Nhưng theo mình thì các bạn nên luộc kỹ và cho vào cuối cùng. Tại vì bột bán nó nên bắt cạn bạn cho vào trước mình sẽ phải khuấy thường xuyên, nếu không nó sẽ bị dính ở dưới đáy nồi. Để tạo thêm độ sánh cho chè thì các bạn dùng cho mình là một muỗng canh bột năng hoặc là bột bắp pha loãng và cho vào đây luôn. Chè xoài Singapore sẽ ngon hơn nếu các bạn là dùng lạnh. Bởi vì các bạn canh đừng đừng nấu đặc quá. Nếu mà đặc quá thì khi mà nguội lại để trong tủ lạnh nó sẽ đặc hơn nữa. Rồi, nấu thêm 1-2 phút nữa cho cái phần bột này nó chín là được rồi đó các bạn. Cuối cùng trước khi tắt bếp thì các bạn dặn cho mình một tí muối để vị ngọt có được đậm đà nha các bạn. Rồi, vậy là mình tắt bếp được rồi đó. Giờ chỉ chờ nguội và mình thưởng thức thử thôi. Món chè Singapore này sẽ mang một vị ngọt vừa phải và thơm mùi trái cây, béo của sữa tươi và nước cốt dừa. Sẽ rất là ngon nếu các bạn dùng lạnh. Chúc các bạn sẽ ngon miệng với món chè xoài Singapore này nhé. Nhớ cho mình xin ý kiến với phần bình luận. Hẹn gặp lại các bạn video sau.